Cậu bắn đâu? Ơ kìa. Game cái kiểu gì thế? Lại thua rồi. Ơ hay. Ôi, cái kiểu gì ấy nhỉ? Cập nhật phiên bản 3.9, nội dung sắp ra mắt, sự kiện sẽ lại hình như cái này dịch thiếu rồi, sự kiện kỷ nguyên hy vọng sẽ có rất nhiều trang bị mới tuyệt vời, bao gồm New Max Solid, robot hỗ trợ huyền thoại có thể làm mù kẻ thù. Và nghe rất đáng để mong đợi đúng không? Còn cả vũ khí cận chiến huyền thoại mới, súng ngược có thể bắn phi tiêu bia. Cái này dịch chán thế. Có thể bắn phi tiêu. Đúng rồi, dịch cũng đúng. Biết quay trở lại và gây sát thương cho mục tiêu trên đường đi và đường về. Rồi, rất là mong đợi đây. Một con robot mới và một dạng vũ khí cận chiến huyền thoại. Không biết là nó có làm chúng ta hài lòng hay là thất vọng nhỉ. Các bạn cùng chờ đợi nha. Hello mọi người, video buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ cosplay bạn khán giả cuối cùng này, cũng như là trải nghiệm cái giao diện mà game mới cập nhật hôm qua nha. Rất là hào hứng các bạn ạ. Bạn ý tên là Binh HP. Rồi, đội hình có một con Eclipse xoáy 12 cả lao 4 này, Shirt bệ tên lửa 12 cả 6 này, Panther trọng lực 12. Cũng hiểu con này cũng gần được 6 sao rồi đấy các bạn ạ. Lại chuẩn bị thơm rồi. Tiếp đến là Guardian với cối tên lửa và một combo mà mình đánh giá ở thời điểm hiện tại rất là khỏe ấy, là Brick với cái bệ pháo 8. Hôm qua các bạn nào mà xem video của mình thấy là mình, tuy rằng đồ của mình cũng không phải là fan đâu, đồ của mình cũng cận chiến khá là ngon ấy, tuy chưa full sao tím nhưng mà khá là ngon. Nhưng mà gặp cái con Brick này, ôi ngán ấy các bạn ạ, đang bắt đầu có hiện tượng ngán ấy, tại vì nó trâu á, đam nó lại to á. Sau này mà bạn muốn chơi bệ pháo mà bạn đầu tư được cho nó quả bệ pháo 12, rồi thôi rồi ấy. Đảm bảo với bạn là mấy con tiếp cận thì phải chờ tới thôi. Thì đảm bảo bạn là mấy con tiếp cận là nó cũng sẽ phải tái mặt với bạn ấy. Trừ trường hợp là bạn kiểu gặp những đối thủ mà quá để ý á, kiểu để ý bạn dùng kỹ năng hay chưa, để ý bạn bắn mất mấy viên đạn rồi mới tiếp cận ấy, thì cũng hơi khó nhá. Nhưng mà trên thực tế là nếu mà cứ đâm đầu á, đâm đầu mà tấn công combo này mà chưa nhìn nhận gì là dễ toàn đấy các bạn ạ. Bạn ý cũng có bảo mình là bạn ý đang phân vân giữa hai con Eclipse với cả con Nomad á. Bên này có con Nomad đâu? Sao bạn ý bảo con Nomad nhỉ? Thôi kệ đấy. Bạn ý bảo là bạn ý phân vân giữa Eclipse cả Nomad. Bạn ý đều muốn sử dụng cái pháo xoáy 12 này. Thì chắc chắn rồi, nếu mà sử dụng pháo xoáy thì các bạn thì bạn nên dùng Eclipse thì ngon hơn nhé. Còn Nomad thì hãy ưu tiên những cái combo cận chiến, đặc biệt là Ember Gun 12 bạn nha. Nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Còn nếu như mà không có tiền mua Ember Gun 12 thì bộc pháo 12 cũng là sự lựa chọn vô cùng là tuyệt vời nhé. Đó là lời khuyên của mình. Nếu mà muốn chơi pháo xoáy ấy, thì hãy chơi với Eclipse tàn hình rồi chạy ra ném rồi chạy về. Đấy, tìm kiếm mục tiêu rất là dễ luôn nha. Rồi thì đây là cái giao diện sảnh chính, và khi mà các bạn bấm vào tìm trận ấy thì các bạn sẽ thấy một cái hiệu ứng đó rất là đẹp đúng không? Đây các bạn thấy chữ công kích đây này và chữ sắp có, thì đây chắc là cái chế độ đánh boss với mọi người, PvE đấy các bạn, để các bạn có nhiều tài nguyên và có cả những cái skin rất là đẹp nữa. Trên kênh của mình thì có nhiều bạn đã có thiết bị, kiểu cái tài khoản các bạn nó được ngẫu nhiên nó trải nghiệm cái này rồi ấy, thì mọi người hoàn toàn có thể bình luận bên dưới nhá. Đấy, cái giải đấu nó cũng thiết kế lại về cái giao diện như nhìn rất là chuyên nghiệp. Có bạn bảo là giống Liên Quân làm bao nhiêu ấy. Mình thấy nó kiểu đúng là mình thấy nó cho mình cái cảm giác gì đó cũng khá là Liên Quân đấy, cho mình cái cảm giác gì đó khá là thân thuộc như cái bên Liên Quân ấy. Nhưng thôi không sao, mình thấy cái này nó cũng rất là chuyên nghiệp nha. Đấy, rất là chuyên nghiệp, rất là mượt. Là cho chúng ta thêm cảm hứng để chơi nha. Với cái đội hình hiện tại của bạn thì mình nghĩ là chơi chiếm cứ điểm nha, thì sẽ hợp lý hơn ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến với ván đấu đầu tiên. Bích cái gì đây không biết, làm quả pháo xoáy cho nó nóng người nè. Một bên 16 và một bên 12 này chắc chắn là hiện tại với cái hàng ngũ này của mình thì rất là yếu, không thể hy vọng gì nhiều được các bạn nha. Đây là chơi rồi vui thôi, vui vẻ nhá. Con này trước đây.
Không phải dạng vừa đâu nhỉ? Phải dạng vừa đâu. Rồi, không ngon. Mình sẽ đi ra đây nha. Tàng hình cái nhẹ nào. Rồi, bắn con này đi. Ok, được của nó đấy. À, siêu pháo à. Tôi bình tĩnh nha. Ôi, sao bên này trước, bên này đang bị công. Thôi không được con này nó. Đấy quá. Ôi, con này lại yếu ấy nhỉ. Rồi. Cố chấp này. Ừ, ra lần nữa này. Nó đòn nha. Bây giờ mình phải làm một quả gọi là du kích cho các bạn xem này. Ẩn thân chi thuật. Chạy thật là nhanh, làm quả du kích. Anh bạn này thì há một hốc mồm luôn. Surprise. Bất ngờ chưa? Ô kìa. Ơ. Ê. Không được nha, bình tĩnh nha các anh ơi. Ẩn thân chi thuật tiếp. Du kích. Đừng. Phải đen nhỉ. Rồi, rất là vui các bạn ạ. Mà đó mà mình có phòng bĩa thì mình sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Cối tên lửa đến đây. Cối tên lửa is coming. Ui, double kill các bạn. Cối tên lửa không bao giờ là mình thất vọng luôn á. Đâu rồi. Đây, hai con này. Thơm này. Nhưng phải đợi hồi đạn cái đã. Nếu mà cối tên lửa này mà nó có cây ghép giảm thời gian nạp thì ác mộng các bạn ạ. Quá là ác mộng luôn. Tính ra thì cái thời gian nạp cối tên lửa nó lâu nhỉ. Tận 14 giây chứ ít cái gì đâu. Nhưng mà nếu mà các bạn chơi minigun thì các bạn sẽ rất là ngán ngẩm, chê bai đủ đường. Nhưng mà lại mà cũng đúng thôi, nó nguy hiểm quá mà. Đây này, mình đợi nha, con nào đi tầm này được không? Hơi xa nhỉ. Ui, tí nữa thì được triple kill kìa. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Rồi con này sẽ hẹo rồi. Anh bạn này đứng đây thì cũng khá là khó ném á. Mình sẽ tập trung ném ở đây. Đây. Đây được không? Ôi không được rồi. Đây tiếp này. Rồi giải nha. Không được. Cái quá rồi đấy. Thì mình bị cái thế ép rồi. Thôi xong rồi. Mình phải ra con khác thôi. Chứ cái này không ổn rồi. Bắn rất là đã đấy. Nhưng mà không. Cái này thì không ổn. Này không ổn rồi. Thôi rồi. Mày chơi quá. Thôi xong rồi. Đừng. Rồi xong. Nó chán luôn. Hai con này. Bây giờ còn hai con ở đây thì mình sẽ lôi phòng đĩa ra đi. Đâu rồi. Đây nha. Bình tĩnh. Đợi cái hàng rào hết một cái này. Này thì. Bắn nha. Sức mạnh đây. Ui, thiếu một chút nữa xíu nữa kìa. Mình lại để một bên này cay thế. Rồi nha. Một pha. Tuyệt vời. Thôi 100 mà mình thua rồi. Không sao, vẫn MVP. Ok. Đến với ván đấu thứ 2. Gặp một anh bạn Ấn Độ à. Mình sẽ làm quả này đây. Báo khỏe luôn, báo uy tín nha. Đi ra đây. Anh bạn Ấn Độ thì phải. Clan Ấn Độ. Thanh niên à. Thanh niên định làm cái trò gì đây? Cột không chiếm đi ra đây làm cái gì đây? Ok à. Thảo hán vậy ta. Coi mình cứ như kiểu là không ra gì ấy nhỉ. Quá lô. Phải chấm. Coi mình như nước lã. Chưa làm đạn rồi. Được không? Cột mất mấy viên này. Quá. Cái anh bạn này chơi cái kiểu gì ấy nhở? Mình cảm giác là cứ muốn tự hủy hay sao ấy. Sao cứ đâm đầu lên ấy nhở? Sao cứ đâm đầu lên vậy ta? Bây giờ lại tức giận là sao? Cái con này. Cái con clip này cứ cắn trộm sau lưng mình nhá. Đâu? Cái anh bạn kia bị làm sao ấy nhở? Coi thường quá hay thế nào? Rõ ràng kiểu cứ lao đầu lên mà mình bắn thì lại tỏ cái tức giận này thế nào? Chịu luôn á. Rồi nha. Chống chịu ra rất là... Ui. Ok, con này nó vẫn còn này. Cay thế nhở? Bực mình thật. Nó cứ đứng nó tòi ra nó bắn mình vài cái xong nó lại nấp. Điên người với nó thiệt chứ. Đâu rồi? Mình hạ nó tiêu rồi.
Ok nha. Anh bạn kia rồi. Mình đoán ở bên này không? Đây 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 đây. À. Hello bạn nhỏ. Hello, hello. Ui, thiếu một chút kìa. Oh my. Anh ơi, thay em anh ơi. Anh ơi, thay em. Thôi cũng hạ được con siêu pháo rất là đáng sợ. Ra cuối đây là đỉnh. Đây không? Không được kìa. Đây, anh bạn này vẫn còn một con này. Từ từ nha. À, yêu. Henry siêu pháo 12. Rau vậy. Anh bạn này dân chơi dữ ha. Này thì hết nha. Vậy là mất một con kill shot này, một con shirt này, một con Airy này, một con Guardian này. Nãy như mất cả một con gì nữa đúng không? Thôi. Cái này thì xác định luôn rồi. Ok ok ok. Cái okay, quái nào. Lại còn một mình nha. Đó thua thì buồn cười. Ok. Ây da. Từ từ, một hai con Panther ra đàn áp thôi. Không, không kiểu này. Ngáo ngơ thua mất. Đấy, nó lại tàng hình chứ này. Ghét cái mặt nó thật chứ. Đâu rồi. Đây đây đây. Con Scorpion nha. Ghét cái mặt nó thiệt. Thôi mình phải chạy cái đã. Nó cầm bão. Ui. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cho bọn này. Máy cao quá. Mình phải đi chiếm cột lại thôi. Cái này mệt mỏi. 95 rồi. Cậu ăn đâu? Ơ kìa. Trận đấu nó vớ vẩn thiệt. À, mình sẽ làm thêm một bàn đấu. Đây lại gặp lại anh bạn này này. Ây da. Trận này thì mình nghĩ là dùng con này đi. 3, 2, 1. Gỡ ra các bạn cái trận vừa rồi này. Rõ ràng cái anh bạn Ấn Độ kia kìa chơi trận vừa rồi kiểu chơi rất là quăng game nhá, chơi linh ta linh tinh mà mấy con boss nó gánh win. Mình nghĩ mày lại thấy cay rồi. Đâu là lần này nhá. Ok đấy các bạn thấy không huh. Kiểu chơi rất là nhá, kiểu chả nhìn trước ngó sau cái quái gì, cứ chơi là chơi thôi mà người ta vẫn win. Mình thì này này thì bắn này. Ok. Trận này mình kiểm soát cho nó tốt nha. Không thể để cái tình trạng như trận vừa rồi được. Cứ đâm đầu lên lao lên này. Ra cái quái nào. Không thể để tình trạng này xảy ra được. Ok. Mình sẽ đứng đây mình bị à, đây 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 đây. Anh ơi. Bình tĩnh nào. Chúng ta không thuộc về nhau nha. Nha, chúng ta không thuộc về nhau nha. Chúng ta không thuộc về nhau nha. Rồi, cứ nhìn đây. Kệ. Thế có con boss nào bắn này. Này, cứ đứng nhìn mình này. Con này sẽ bắn này. Này này, cứ đứng nhìn mình này. Này này. Đây có một con này. Ok kìa. Có chút quái nào. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không được. Bình tĩnh nào. Redox nó đang nạp đạn nha. Rồi. Được không đây? Ôi nó bung kia rồi, chạy nhanh. 3, 2, ôi đi ở đây không ổn. Rồi nha. Né đi hay. Rồi, con này nó đi lên nha. Mình sẽ có một pha lăng ba vi bộ chạy ra sau lưng này quay lên đoạn sườn nha. Nó sẽ như này. Ui, từ từ bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh nào. Chúng ta không phải là rau nha. Chúng ta không phải là rau nha. Bất ngờ chưa? À, gặp phải một cái đối thủ nó cũng khá là quái âm đấy. Mình sẽ đi ra đây. Đi ra đây, đi xuống. Ô kìa. Anh bạn này vẫn chưa nhìn thấy mình á. Ô, bị hạ mất tiêu rồi, ngon. Thơm ngon mời bạn nha. Rồi. Khả năng lạng lách đánh võng của mình khi dùng shirt nó cũng khá là ok đấy chứ nhỉ. Bây giờ mình sẽ đi lại lên đây tiếp này. Đứng nấp ở đây. Em bạn kia sẽ ra con gì đó. Từ từ mình cũng chưa biết được. Đấy. À không phải. Đâu nhỉ. Đây chưa có. Đây chưa có. Quan sát phải là kỹ nhá.
đâu đó. Vẫn chưa thấy đâu. Rồi. Đâu nhỉ? À đây. Hello. Rồi hết đạn chưa? Hết đạn thì đến lượt em nha anh. Trời ơi. Hết đạn thì đến lượt em nha. Thế chứ. Chả có nhẽ đúng không? Tiếp tục. Ô, con này à. Ui, nó lại giải mìn rồi. Con mất dạy này nó lại giải mìn rồi đấy. Ok. Nó lại giải mìn rồi đấy. Bạn kia đâu rồi? Ảo. Ai da. Cay thế nhờ. Ô kìa. Cái thiệt quái nào. Ở nhà lại. Ở nhà lại. Anh bành bên bếp rồi thế này. Đâu rồi. Cố lên. Rồi. Ở nhà lanh tanh bành hết rồi này. Game ơi là game. Rồi, phòng đĩa rồi. Ô kìa, cái thiệt quái nào. Cái thiệt quái nào. Cái thiệt quái nào. Lại một mình tôi lẻ loi là thế nào. Rồi, xong. Game cái kiểu gì ấy nhở. Rõ ràng từ nãy giờ mình lợi thế dẫn trước rất là nhiều mà. Cái thiệt quái nào. Mình lợi thế mình. Game cái kiểu gì thế. Tại thua rồi. Ơ hay. Ôi cái kiểu gì ấy nhỉ. Xem cái xem nào. 12-2. Vâng. Anh bạn này được bao nhiêu. 71. Cột bọn này chiếm 3 cột này. 1 cột 3 cột 1 cột 1 cột. Ờ thì mình chiếm được 2 cột đi. 1 2 1 2 không. Cái quái gì nhỉ. Được rồi nha. Trận này á. Đâu rồi. Ra con này đầu tiên này. 3, 2, 1, go. Rất là bực nha. Rất là khó chịu. Lúc nào có cái bạn ý bình luận trên kênh của mình là mình nghĩ sao về cái trường hợp là win nhiều quá thì game nó cho thua. Kiểu khi mà các bạn win nhiều quá thì game nó bắt đầu nó cho team các bạn mấy con boss nó vớ va vớ vẩn ấy. Nó không kiểu nó không đi chiếm cột ấy, nên nó cứ chạy ngáo ngang ngơ ngơ cột nó không đi chiếm á. Chơi nhá launcher à. Mình sẽ vào hẳn nhà này để mình khống chế bọn này nhé. Con này là bắn rồi này. Ok. Mình đứng đây để cho bọn nó chú ý nhá. Bọn nó không đi ra chiếm nhá. Bọn nó sẽ chơi mình nhá. Ok. Ow. Ai cấu nó, cấu đau dã man. Hello. Bạn ơi. Bạn ơi em chạy. Chạy nha. Làm gì nhau. Làm gì nhau. Có giỏi dám xuống đây không. Có dám xuống đây không. Có dám xuống đây không mới là cái vấn đề nhá. Anh đi thì em lại lên. Được rồi. Ôi không được rồi. Vàng. Vỡ mồm. Ui nó đem em bơ căn. Game. Game mới là game. Cày thiệt chơ. Giờ còn mỗi phòng đĩa này. Lại chui lên đây. Lại cái góc này. Ôi cái góc. Cái góc thì anh bạn xác định chứ còn cái gì nữa. Ui đẹp này. Đẹp này. Một bé. Được không. Cố lên cố lên cố lên. Ngồi đúng lúc nó bật khiến mới đau. Cái gì đây. Không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Bật khiến mới đau này. Đây ra. Rồi ok. Lại đi lên đây. Tưởng đi lên đây. À đi dưới đây nhá. Đi dưới đây nhá. Ở đây đúng không. Chuẩn luôn. Trời ơi sát thương nó nổ đôm đốt kìa. Khóc liền, khóc liền. Đi ra đây đúng không, đi ra đây đúng không. Này thì đi này, này đi, đi có dám ra được không. Tự ngay. Đâu rồi, mặt mũi đâu rồi. Có dám thò lên đây đúng không. Này vẫn đứng à, vẫn đứng. Bắn cho thì khóc, còn một chấm rồi đấy. Còn một chấm rồi đấy, nhưng mà mình cũng nguy hiểm quá. Đâu rồi. Ao. Bọn này không xong cháu à. Còn một chút nữa thôi á. Đâu rồi. Khó cho mình ghê.
mình phải hạ mấy con này thôi. Đấy, chịu thiệt á. Con kêu shot à, đây 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 đây, cơ hội là đây chứ còn đâu nữa. Từ từ nha. Ok. Bình tĩnh nào. Thua lắm, ba trận thua liên tiếp rồi phải không? Mà nó thua cái kiểu ý nó rất là khó chịu nhá. Nếu mà kiểu mình đánh kém không ra gì đã đành này. Đâu rồi? Tao mất dạy này. Đúng rồi, có nhiều trận mình để ý là mấy cái con bot team mình nó không đi chiếm cột các bạn. Nó cứ đi bắn nhau thôi. Cột nó không đi chiếm. Mà mấy cái con bot bên team đỏ ấy thì cứ hở ra là nó chiếm thôi. Ôi, phóng la phá sái à. Nó này. Ôi, khó nha, chạy nha, không được. Cơ thể brick to quá, không né được. Đi về đây, đấy, đứng đây này. Con nào lên thì chơi nha. Không né được đâu. Không được. Ngon. Được rồi, nó ném đâu à? Cái này thôi. Không trúng được. Có mà trúng được vào mắt. Chịu thua đây. Có đố mà trúng được ấy. Thôi, mình win rồi, 9899, 100 win rồi. Bắn này phát nha. Ok, cuối cùng cũng win được. Game rất là mất dạy. Làm trận đấu rất là vớ vẩn.